hoặc cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc năm lại mắt sáu phép thần thông, hoặc mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cho đến việc nhiếp thọ thần thông thủ thắng của các đại Bồ Tát. Đó là đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, đại Bồ Tát phải siêng năng tu hành, nên tùy theo chỗ sanh mà thường thọ hóa sanh, không thối chuyển thần thông, có thể tự tại du hí, kéo thông đạt vô lượng pháp môn, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, thường cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, tùy theo sở nguyện mà gieo trồng các cội công đức, được thọ trì chánh pháp của chư Phật, cho đến thường nhớ nghĩ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, luôn ở thắng định xa lìa tâm rối loạn. Do nhân duyên này mà đắc biện tài vô ngại, biện tài không đoạn tận, biện tài ít sai lầm, biện tài thích ứng, biện tài nhanh nhẹn, biện tài diễn thuyết, nghĩa vị phong phú, biện tài khéo léo, đệ nhất thế gian. Thiện Hiện đáp: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời tôn giả nói, trong giáo pháp sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cho đến pháp tương ưng ba thừa, cho đến việc nhiếp thọ thần thông thủ thắng của Bồ Tát, cho đến chứng đắc biện tài, tất cả